Hạnh Các Thánh. Ngày 26 tháng 4 năm 2023. Thánh Du A.C. Thotolindo. Năm 1786 đến 1842. Thánh Du A.C. Thotolindo là người con cả trong gia đình 12 người con, sinh trưởng ở Rho, gần Turin, Ý Dại Lợi. Sau một thời gian vất vả vì sức khỏe yếu kém và khó khăn trong việc học, Ngài được thụ phong linh mục trong địa phận Turin năm 1811. Trong quãng đời của cha Du A.C., nước Ý tan nát vì chiến tranh và người nghèo cũng như người bệnh tật thường bị quên lãng, được kích động bởi cuộc đời Thánh Vincent Paulo và xúc động trước sự đau khổ của những người chung quanh. Cha Du A.C. đã thuê phòng ốc để chăm sóc các bệnh nhân và tuyển mộ các thiếu nữ để điều hành. Khi công việc ngày càng bành trướng và được nhiều người tham gia, cha Du A.C. quy tụ những người thiện chí trong hai tổ chức là Tiểu Dệ Thánh Vincent Paulo và Tiểu Muội Thánh Vincent Paulo. Khi bệnh dịch tả lan tràn năm 1831, tổ chức của cha Du A.C. phải đóng cửa và di chuyển ra ngoại ô thành phố, ở Volvato, tiếp tục chăm sóc người bất hạnh. Tổ chức của Ngài có tên Nhà Chúa Quan Phòng và phục vụ nhiều loại người khác nhau: người bệnh, người già, sinh viên nghèo, người bị bệnh tâm thần, người mù. Tất cả phần tài chánh đều nhờ vào lòng bác ái của mọi người, để phục vụ những người kém may mắn. Ngài còn sáng lập các tổ chức nữ tử dấng thương xót, nữ tử dấng chiên lành, ẩn sĩ của chuỗi Mai Khôi, và các linh mục của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bị mắc bệnh thương hàn, Ngài yếu dần và tư trần ở Trì, nước Ý, và được phong thánh năm 1934. Lời bàn: làm thế nào để chúng ta biết được thánh ý Thiên Chúa? Có phải thánh ý đó không thay đổi? Thánh Du A.C. Thotolindo chỉ bắt đầu thực hiện công việc bác ái nổi tiếng đó sau 21 năm làm linh mục. Những năm cầu nguyện và tìm kiếm đã giúp Thánh Du A.C. Thotolindo nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa. Trong quá khứ, dù chúng ta có đáp ứng thế nào với nhu cầu của tha nhân đi nữa, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta độ lượng hơn nữa.